Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay 19 tháng 1 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong thông tin đầu tiên này thì mời các bạn đến với nội dung trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa đưa ra thông số ấn tượng của tiền vệ tuyển Việt Nam. Nó còn vượt hơn cả ngôi sao bên phía tuyển Nhật đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Tiếp đến là nội dung truyền thông Trung Quốc dự đoán Việt Nam sẽ đánh bại Indonesia để mở ra cái cửa đi tiếp vào vòng 16 đội tại Asian Cup. Tờ báo của Trung Quốc cho rằng Indonesia không phải đối thủ của tuyển Việt Nam. Và cuối cùng là nội dung không hẹn mà gặp tại khu vực Đông Nam Á. Ông Philippe Jouzier và ông Shin Tae-yong sẽ có cuộc so tài định mệnh tại nơi được ví như là ao nàng. Vậy ai khóc ai cười trong kết quả trận đấu tối ngày hôm nay? Mời các bạn cùng đón nghe. Mở đầu bản tin trưa ngày hôm nay, mời các bạn đến với thông tin đáng chú ý. Cụ thể là trong buổi họp báo trước thềm trận đấu gặp Iraq tại Asian Cup thì hậu vệ Itakura của Nhật Bản đã có những chia sẻ về trận đấu vừa qua với tuyển Việt Nam. Như các bạn đã biết là bên cạnh cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia thì Nhật Bản và Iraq cũng sẽ có trận đấu sớm nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng D. Trước thềm trận đấu này thì hậu vệ Ko Itakura của Samurai Xanh đã có những phát biểu đáng chú ý về trận đấu vừa qua với tuyển Nhật. Anh này hồi tưởng lại, Nhật Bản luôn tự tin khi chơi bên cạnh nhau nhưng lại có những sự cố khiến cho người hâm mộ phải bất ngờ. Trong trận đấu gặp Việt Nam, những chuyện không bất ngờ đã xảy ra. Điều đó khiến chúng tôi bừng tỉnh. Nhưng đây là Asian Cup và chúng tôi biết là không có trận nào dễ dàng. Thật tốt khi cả đội nhận ra điều đó từ sớm. Ở trận gặp Việt Nam thì Nhật Bản như đã biết là để thủng lưới hai bàn liên tiếp trong hiệp 1. Thậm chí có những thời điểm đoàn quân của ông Philippe Jouzier đã vươn lên dẫn trước đối thủ số 1 châu Á. Nhưng ngay sau đó thì Samurai Xanh đã lấy lại sự tự tin với đẳng cấp vốn có. Họ nhanh chóng làm chủ thế trận và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 4-2. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Các bạn thân mến, một số phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã nhận định về trận đấu mang tính chất then chốt tại bảng D. Trang 163.com của Trung Quốc cho đăng tải và bình luận: Việt Nam có thể đánh bại Indonesia, giành chiến thắng đầu tay tại Asian Cup. Bài viết này đánh giá rất cao khả năng là 3 điểm của thầy trò Philippe Jouzier sẽ đến ở trận Derby Đông Nam Á. Cụ thể, trang này phân tích tiếp: Việt Nam có rất nhiều khả năng đánh bại Indonesia ở lượt thứ hai, giành chiến thắng quan trọng tại Asian Cup. Việt Nam vẫn được coi là đội bóng mạnh bậc nhất ở Đông Nam Á và là tập thể có thực lực ở giải châu Á. Ở trận đấu mới nhất, sức mạnh của Việt Nam chưa thể so sánh với Nhật, nhưng họ có đủ khả năng cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu châu Á nhờ chiến thuật xuất sắc và khả năng phản công, chớp thời cơ tốt. Trong khi đó, Indonesia không thể hiện được nhiều điều ở trận thua Iraq. Đối đầu tuyển Việt Nam là cuộc chiến sinh tử với họ. Một khi bị đánh bại, Indonesia coi như là bị loại bởi họ gần như là không có cơ hội gì trước Nhật Bản ở lượt cuối. Tuyển Indonesia rõ ràng không phải đối thủ của Việt Nam. Sự tiến bộ của Việt Nam là điều hiển nhiên, đáng để Trung Quốc chúng ta học hỏi họ. Trận đấu trước mắt, Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng giành chiến thắng. Trong một bài viết khác thì trang 163.com dự đoán là thầy trò ông Philippe Jouzier vượt qua Indonesia cho dù hai đội đều đang chưa đạt hiệu suất cao. Trong 6 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam thắng Indonesia 4 lần, hòa 2. Rõ ràng Việt Nam thường xuyên chiếm ưu thế khi chạm trán đội bóng này. Thống kê thì tuyển Việt Nam chưa đạt hiệu suất tốt nhất ở khả năng tấn công, với việc chỉ ghi 9 bàn sau 10 trận vừa qua trên mọi đấu trường, trong đó có 4 trận không ghi bàn. Trong khi đó, đối thủ của họ, Indonesia cũng không thắng 7 trong 10 trận gần nhất ở mọi đấu trường, trong đó có 1 trận hòa và thua đến 6. Thực lực hạn chế của Indonesia khiến việc ghi bàn trở nên cực kỳ khó khăn. Vấn đề phòng ngự của họ cũng rất tệ khi thủng lưới liên tiếp trong 6 trận vừa qua, trung bình là chịu 3,33 bàn một trận. Về cơ bản, hai đội đều chưa đạt hiệu suất tốt nhất nhưng Việt Nam vẫn có lợi thế được đánh giá cao hơn. Chúng tôi nhận định rằng Việt Nam sẽ giành trọn vẹn 3 điểm. Trước đó thì Trang Sina cũng dự đoán là Việt Nam sẽ đánh bại Indonesia ở trận quyết chiến tối ngày hôm nay. Hãng truyền thông này của Trung Quốc cho rằng Việt Nam có thể coi là bản sao của tuyển Nhật, thi đấu rất giống với phong cách của tuyển Nhật khi còn được dẫn dắt bởi ông Philippe Jouzier. Trong khi đó thì một số phương tiện truyền thông quốc tế khác như là tờ Sports Mail của Anh hay là Sports Keda của Ấn Độ cùng đưa ra dự đoán Việt Nam sẽ thắng sát nút với tỷ số là 2-1. Trước thêm trận đấu gặp tuyển Indonesia
thì AFC, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á, vừa đưa ra một thông số về Nguyễn Thái Sơn, vượt cả ngôi sao Wataru Endo đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. AFC mới đây đã nhắc tên tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Thái Sơn trong những cầu thủ sở hữu thống kê ấn tượng nhất ở bảng D lượt trận đầu tiên. Tiền vệ của Thanh Hóa có tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác cao nhất trong tất cả các cầu thủ ra sân, với điều kiện là thực hiện ít nhất 20 đường chuyền của 4 đội bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Cụ thể, AFC đưa ra thông số về Thái Sơn như sau. Nguyễn Thái Sơn tung ra 59 đường chuyền với tỷ lệ chuẩn xác lên đến 98%. Trong hơn 90 phút thi đấu, tính cả thời gian bù giờ, tiền vệ này chỉ chuyền hỏng 3 lần. Thống kê này càng trở nên ấn tượng khi đặt trong bối cảnh trận đấu, tức là đối thủ của Thái Sơn và đồng đội là dàn sao đang thi đấu ở châu Âu của tuyển Nhật Bản, với những cầu thủ như là Endo, Minamino hay là Kubo. Với cách phát triển bóng từ phần sân nhà, kiểm soát bóng cũng là phòng ngự, ba cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền nhất của tuyển Việt Nam chính là ba trung vệ. Phan Tuấn Tài thực hiện 75 đường chuyền với tỷ lệ chuẩn xác 88%. Bùi Hoàng Việt Anh có 68 đường chuyền, tỷ lệ chính xác là 85%. Và Nguyễn Thanh Bình thực hiện 67 lần đường chuyền, tỷ lệ chính xác là đạt 79%. Còn ở phương diện tập thể, tuyển Việt Nam thực hiện tổng cộng là 533 đường chuyền với tỷ lệ chính xác là 83%. Như vậy là trước đối thủ mạnh như là Nhật Bản thì đây là thống kê tốt của thầy trò ông Philippe Rougier. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy chơi bóng của đội tuyển khi gặp các đối thủ vượt trội về trình độ. Trái ngược với tuyển Việt Nam thì Indonesia được AFC nhắc đến với tư cách là đội có tỷ lệ chuyền bóng hỏng là cao nhất ở bảng D. Họ chuyền hỏng đến 30% trong ngày giao quân trước Iraq. Còn trong một bài viết khác thì AFC đánh giá là Việt Nam hiện có ưu thế lớn ở lần đối đầu này. Việt Nam bất bại trong 6 trận quốc tế gần đây trước Indonesia. Họ giữ sạch lưới trong 4 lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các đội gặp nhau thuộc khuôn khổ AFC Asian Cup. Ngoài ra thì trong 13 trận ở tất cả các kỳ Asian Cup từng tham dự, tuyển Việt Nam ghi 11 bàn. Indonesia chỉ ghi được 5 bàn trong số 11 trận đấu. Không hẹn mà gặp tại Đông Nam Á, khu vực được coi là ao làng của bóng đá thế giới, thì ông Philippe Rougier và ông Shin Tae-yong sẽ có cuộc so tài định mệnh vào tối ngày hôm nay. Còn nhớ là năm 2003, huấn luyện viên Philippe Rougier rời Nhật Bản trong tâm thế vô địch Asian Cup, có đẳng cấp World Cup, và Qatar đã mời ông Rougier dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này với hy vọng là tạo ra một chu kỳ thành công và hướng đến tương lai có thể là vươn tầm số 1 của châu Á. Nhưng không ai ngờ ông Rougier đã phải nhanh chóng bay ghế sau vài tháng bởi Qatar đã thua tuyển Indonesia ở Asian Cup 2004. Năm ngoái thì nhà cầm quân người Pháp tiếp tục lại gây thất vọng khi dẫn dắt U23 Việt Nam thua U23 Indonesia ở bán kết SEA Games 32, và sau đó thì chính Indonesia là nhà đương kim vô địch. Thực sự thì Indonesia là cái tên đầy ám ảnh với ông Philippe Rougier. Ở chiều ngược lại, ông Shin Tae-yong từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018, dù không thể đi tiếp nhưng dấu ấn lớn nhất là chiến thắng lịch sử 2-0 trước tuyển Đức, nhà đương kim vô địch của giải đấu năm đó. Nhưng danh tiếng của ông Shin Tae-yong nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi ông không có thành tích gì tại ao làng Đông Nam Á sau khi nhận lời dẫn dắt tuyển Indonesia vào năm 2019. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này có thể nói rằng là ngán nhất khi nhắc đến Việt Nam, vì thành tích chỉ thua và hòa, thậm chí tuyển Indonesia thời ông Shin Tae-yong chưa ghi bàn nào vào lưới Việt Nam. Ngày hôm nay thì ông Shin Tae-yong và ông Rougier có trận đấu đối diện với hai khắc tinh của chính họ. Ông Rougier tuyên bố sẽ đánh bại Indonesia và mục tiêu của ông là giành 6 điểm trong hai trận còn lại. Đáp lại thì ông Shin Tae-yong cho rằng là trận gặp Việt Nam là cực kỳ quan trọng và không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành chiến thắng. Việt Nam và Indonesia hiện là đang trong tình thế phải giành được 3 điểm ở trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm nay. Cả hai đội cùng thua ở loạt trận mở màn. Trận đấu giữa hai đội được ví là cuộc chiến sinh tử, bởi đội thua cuộc có thể sẽ bị loại, còn đội thắng sẽ mở ra hy vọng đi tiếp. Sự tính toán cũng như là cách bài binh bố trận của cả hai huấn luyện viên trưởng được dự đoán sẽ quyết định thành bại của trận đấu. Các bạn thân mến, tới đây thì Mê Tường Vàng xin dừng lại video này, cũng rất mong là sẽ nhận được ý kiến của quý vị và các bạn. Còn trên đây là một số video hay ho khác mà các bạn có thể quan tâm và hãy nhấn vào để cùng thưởng thức. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.